Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Thứ nhất, tổng quan về tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Nữ mạng sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý, tức tuổi con chuột, thường gọi là ốc thượng chi thử, tức chuột nóc nhà, mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng trong biển. Sao chiếu mệnh gặp sao Mộc Đức, gặp nhiều may mắn. Vận hạn, hạn tam kheo, hạn sức khỏe, chân tay nhức mỏi. Vận niên Trư Phùng Hỏa. Thái Tuế năm 2022 không phạm hạn Thái Tuế. Tam Tai năm 2022 phạm Tam Tai năm thứ nhất. Tuổi Kim Lâu năm 2022 phạm Kim Lâu Thê. Hạn Hoang Ốc năm 2022 phạm Hoang Ốc, lục Hoang Ốc. Thứ hai, sao chiếu mệnh năm 2022 tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng. Sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn, dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn. Một số tác động thường gặp đối với người được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Thứ nhất, quý nhân trợ mệnh, có thể gặp được người tốt, chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp, kinh doanh, được ví như vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, thoát khỏi mờ mịt, tối tăm. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp cần cẩn trọng, đề phòng thất bại. Hôn nhân hòa hợp, tốt về mặt cưới hỏi. Nếu phụ nữ mang thai gặp sao Mộc Đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán, có bạn bè mới, có cơ hội tăng quan tiến chức, công việc bình an, sinh tài, sinh lợi. Đối với việc học tập của một số người thì năm này đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình, thường gặp thầy giỏi, bạn tốt, giúp đỡ trong học tập và giành được thành tích cao, đề phòng thương tật ở mắt. Gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Thuận lợi là thế, nhưng khi có sao Mộc Đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn, lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh, tìm cách giải quyết. Thứ ba, vận hạn năm 2022, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nữ mạng. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn tam kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra, người gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân, xương khớp. Người xưa có câu tam kheo thống nhãn, thương thủ túc, để mô tả tất cả những việc mà người. Thứ tư, vận niên năm 2022, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nữ mạng. Trư Phùng Hỏa là hình tượng lợn bị gặp lửa. Năm nay có nhiều biến cố đột xuất, bản mệnh làm nhiều vất vả nhưng thu nhập không được đáng là bao. Bản mệnh giúp đỡ người khác thì lại gặp cảnh làm ơn nên oán. Vì vậy chi bằng bạn nên thủ thường an phận cho xong. Dù có thời cơ cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm. Trong năm gặp vận niên Trư Phùng Hỏa, bản mệnh nên chỉ làm công ăn lương. Ngoài ra cần giữ gìn tiền bạc, tài sản cẩn thận. Đường công danh trong năm nay bản mệnh phải nhờ người giúp đỡ mới nên. Đường tình duyên của bản mệnh không có gì thay đổi lớn, về cuối năm sẽ tốt. Chuyện tình cảm năm nay rất tốt. Đối với người có gia đình thì năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu. Đối với người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui, hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp quý thần, hợi, mão, mùi, có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não đỏ, mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Thứ 5. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn Thái Tuế không? Trong năm 2022 Nhâm Dần có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm hạn Thái Tuế, trong đó tuổi Dần năm 2022 phạm trị Thái Tuế, tuổi Tỵ năm 2022 phạm hại Thái Tuế, tuổi Thân năm 2022 phạm xung Thái Tuế, tuổi Hợi năm 2022 phạm phá Thái Tuế. Như vậy trong năm 2022 thì tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng không phạm hạn Thái Tuế. Thứ 6, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn Tam Tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nữ mạng, phạm hạn tam tai năm thứ 2. Ngoài ra, để kích hoạt mở cung tài lộc cho người tuổi Hợi, trong năm 2022, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài Ngũ Lộ Thần Tài đặt trong ví, trong túi xách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để giúp khai vận mở cung tài lộc, đem lại may mắn. Thứ 7, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng, trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà, phải 5 Kim Lâu. Thứ 2 là Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ 3 là Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ 4 là Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc, và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm Kim Lâu. Cụ thể, dư 1 là phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm hạn Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng là 39 tuổi, phạm tuổi Kim Lâu, Kim Lâu Thê. Năm nay bản mệnh không nên kết hôn hay làm nhà. Thứ 8, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn Hoang Ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn tuổi Hoang Ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Cụ thể như sau, nếu vào các cung Nhất Cát, Nhì Nghi, Tứ Tấn Tài là 3 cung tốt, còn 3 cung Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử và Lục Hoang Ốc là 3 cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc tam địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, nữ mạng là 39 tuổi âm, phạm hạn tuổi Hoang Ốc, lục Hoang Ốc. Năm nay bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Phong Thủy Bạch Dương nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.